Xỉu online! Thêm một nạn nhân điều hòa nữa được hai bé Na xin ngủ ké. Chính xác là năm tam tai của máy lạnh rồi. Có vẻ như năm nay điều hòa là địa điểm du lịch hot của mấy bé Na thì phải. Khi mà không chỉ 1, 2, 3, có khi cả gia đình bé Na cũng thích thú với chiếc máy lạnh của gia chủ. Để an toàn thôi thì tiện đây nhà anh em nào chưa vệ sinh điều hòa thì vệ sinh gấp đi nhé. Chứ để các bé tới chơi thì xỉu tại chỗ luôn chứ không còn là online nữa đâu. Thank you.